nhà tao giờ viết đi ra ngoài nhà có công nhân một ngày nó vô ra nhà tao ngày 80 giác ăn rồi làm mắc cỡ, nó làm giọng nó như mắc cỡ. Coi kìa, coi nó e thẹn kìa. Chủ nhà quay clip bóc phốt shipper quá lộng hành, dân mạng xem xong ai nấy đều đồng cảm sâu sắc. Mới đây một cô gái đã lên tiếng bóc phốt sự lộng hành của cộng đồng shipper trong thời điểm hiện nay, khi có quá nhiều shipper ruột vô tư vô nhà của khách, ăn uống nghỉ ngơi nằm ngủ, thậm chí còn lận lưng đồ ăn mang về để dành ăn dọc đường. Chưa dừng lại ở đó, anh shipper ruột của cô gái không chỉ tự tin hiên ngang bước vào trong nhà, hiên ngang ăn vội bữa cơm như người thân trong gia đình, mà còn làm nũng làm nịu, làm thẹn làm thùng, làm hờn làm lẫy khi phát hiện có camera đang đưa về phía mình. Ăn rồi làm mắc cỡ, làm giọng nó như mắc cỡ. Tôi kìa, coi nó e thẹn kìa. Nó ăn mà nó làm như nó e thẹn. Một ngày nó ăn của tao biết bao nhiêu đồ ăn mà. Coi kìa, nó làm kìa. Thiệt luôn á. Rồi kìa, nó nuốt rồi nó trọng trắng trọng ơi. Rồi nó chết nghe nhân nhà tao báo hại tao nữa. Thằng ơi trời, nó mất nghẹn chết tao. Chết rồi thằng ơi, cho nó miếng nước bây ô. Cho nó miếng nước. Cho nó miếng nước, nó mất nghẹn nó chết. Đó, đi ra nhà đó luôn vậy đó mấy người. Mọi người đi ra nhà nó nói hết trơn, nó ăn rồi nó còn dự trữ nữa kìa. Đó, nó ăn nó còn dự trữ, nó bỏ túi nữa. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với cô gái. Một số người còn chia sẻ thêm những câu chuyện dở khóc dở cười hơn trường hợp của cô gái đang gặp phải. Một số bình luận được mọi người để lại: shipper ruột nhà tôi giờ kêu ba mẹ tôi là ba mẹ nuôi luôn rồi. Trưa không có đơn là tôi thấy mặt ổng dưới nhà ăn cơm. Shipper quen của xóm tôi chắc về nhà không cần nấu cơm luôn á. Bị gì được cả xóm nuôi luôn rồi. Anh shipper của tôi dễ thương lắm, giao hàng cho tôi toàn tự quăng lên ban công, rồi nhắn tin báo đã giao hàng rồi. Mấy ông này chỉ thiếu là dọn đồ vô nhà ở thôi á chứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.